Hello, xin chào tất cả mọi người. Bên này mình sẽ đi thăm giếng nữa mọi người. Khoảng 2 tuần nay chưa đi thăm nữa các bạn. Rồi bên này mình sẽ đi thăm, quay cho mọi người xem nó đưa dinh được con lướng, con cá lóc nào, gắn nào các bạn. Nay gần 2 tuần nữa các bạn ơi, nên mà đi thăm. Mấy bữa nay mưa liên tục mà, nên là đi thăm sớm, 1-2 tuần đi thăm lần. Nếu thì không có mưa thì mình một nửa tháng mình đi thăm lần các bạn. Nên mấy bữa nay nó mưa liên tục, mình sẽ đi thăm sớm chút, sợ nước ngập các bạn. Nước ngập là nó chết hết à. Rồi không dài dòng nhiều, mình sẽ đi dở cái giếng, dinh được con lươn nào mình quay cho các bạn xem nha. Rồi mời tất cả các bạn cùng xem mình đi thăm lươn, coi dính con lươn nào các bạn, thăm giếng các bạn. Rồi cảm ơn tất cả mọi người xem video nha. Rồi đi thôi mọi người ơi. Giờ tới giếng rồi các bạn ơi. Bây giờ mình giếng mình nè. Giờ mình dở lên nó có một tuần các bạn ơi. Mất dính được cái gì không? Một con cho ba lửa luôn các bạn. Đây nè, thấy chưa, quá trời bự luôn nè, quá đà các bạn ơi, quá đà. Con này khoảng hơn 1 ký các bạn ơi. Bây mình sẽ đổ ra, đổ vô cái thùng bế nha, quá trời bự luôn các bạn ơi. Đây các bạn ơi, cho bả lừa luôn nè, chừng 1 ký á, ngon quá. Từng nay được vô đằng con này, mình đi vô đi thăm một cây giếng nữa, việc cái kia dinh được con nào không rồi. Rồi mời mọi người cùng xem theo dõi mình đi vào một cái giếng nữa nha. Tới rồi các bạn ơi, hy vọng một có cá, không biết cá gì. Thôi cá nó lươn rồi, tụng một tuần nay chưa thấm. Quá trời, vâng mấy con lươn, 2-3 con lươn luôn kìa, thấy không, quá trời luôn, quá đã quá. Vô manh rồi, wow, vô manh rồi, trời ơi, quá trời luôn các bạn ơi, ghê thiệt. 3 con, tình hình 3 con rồi, 3 con quá đã các bạn ơi, quá trời luôn nè, cả đống luôn nè, thấy không, 3 con này hơn 1 ký luôn, quá đã. Vô manh rồi, mình vô manh rồi các bạn ơi. Giờ mình sẽ tắt cái điện thoại, mình đổ xong mình quay tiếp các bạn xem nha. Giờ lên tới bờ rồi các bạn ơi, giờ mình mới quay được, quay sợ nó nhảy ra nè. Đây được hồi nãy một cây, hồi nãy vô được 3 con cũng vừa vừa thôi. Đây nè, vô manh là một con bự nhất, hôm nay
Sau một tuần mình đi thăm lại vô được 4 con. Một cái vô được 3 con, một cái vô được một con bự. Quá trời luôn. Quá đã các bạn ơi. Vô mình này. Đó, con bự nhất kìa. Con nằm giữa bự nhất. Chắc chừng 1 kg. Đây 1 kg 200 ngàn chắc người ta mua hết quá. Quá đã các bạn ơi. Kìa, cái đầu bự đó. Con đầu bự đó. Quá đã luôn. Đây mọi người. Con liên con một con lươn vô chết rồi. Còn được coi như đây nè. Được mấy buông con lươn. Buông con lươn với hai con răng nước. Nè, con lươn bự bự nè. Xíu mình đổ ra cho mọi người xem nè. Đây hồi nãy không có quay chỗ mình mình đổ gà cho mới đổ xong rồi mới ra quay được các bạn. Hãy cầm thêm khói nước sợ nó rớt vào. Đây một cái cuối cùng nè. Đấy rồi. Cái cuối cùng hồi nãy vô con lươn chết rồi. Mình thâm trễ quá. Con cái này vô được con nữa. Một cây dớn mà vô được con. Chứ là cây đầu tiên nó vô được 2 con. Đi sợ không có quấy được. Đây cả nhà ơi. Trời nè. Con rắn nó cắn nè. Rắn nó cắn bị thương con lươn luôn rồi. Quá trời cắn nè. Bởi vì con hồi nãy nó chết rồi. Nó cắn nó chết. Không cắn nó chết là được 5 con lươn rồi. Đây. Buông con này chừng hơn ký. Buông con hơn ký các bạn. Con nhỏ nè. Hai con nhỏ. Hai con này lớn nè. Con này chừng 4 lạng. Con gần 4 lạng con này. Hai con này bằng bằng nhau, 3-4 lạng. Con này chắc bằng nhau quá. Còn 4 làng. Hai con này nữa. Bọn gần ký, hơn ký. Đây là hai con răng nước. Hai răng nước nhỏ nhỏ này. Thấy không? Hai con. Hai con gần nước vừa bốn con lướng khỏe rồi vừa hơn một tuần mới đi thắm nữa. Mày tuần trước mình thắm mà không có bỏ ra chừng hơn một tuần mình đi thăm lại mới dinh được rồi. Nếu mà thăm tuần trước là được rồi, được 5 con rồi. Mấy tuần trước mình thăm được được con nhỏ xíu à. Con nhỏ xíu. Vừa con răng chung nữa. Con cái lóc. Rồi. Đó đã các bạn ơi.
dính à. Con này là chưa có dạng lắm rồi, còn gần 1 ký mới dạng khe luôn các bạn. Này còn nhỏ à, 3-4 lạng nó chưa có vàng lắm. Bán 1 ký là 300 ngàn các bạn. Thì răng nè, thấy không, thấy cái đuôi của nó, con này bự hơn nè, đuôi này nhỏ xíu à. Cái con này nè, con này bự nhất rồi, rồi tới con này, tới con này, con này nhỏ thế. Mày đã mà. Vừa mình gọng nó để không chết chết. Rồi video mình tới đây xin tạm dừng nha mọi người. Chúc cả mọi người xem video thật vui vẻ nha. Bye bye. Rồi các bạn ơi, vừa nay được mấy con lươn các bạn, 4 con lươn, dưa 1 con chết, dưa 2 con rắn, rắn nước các bạn, đủ rồi các bạn. Rồi video mình tới đây xin tạm dừng các bạn. Chúc tất cả các bạn xem video thật vui vẻ. Người các bạn xem thấy hay nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ nha các bạn. Rồi sắp tới mình sẽ đi lấy mật ong mật các bạn, ốc mật. Mình sẽ trực tiếp lên cây quay cho các bạn xem luôn, quay trực tiếp cho các bạn. Rồi mình hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sớm nhất nha các bạn. Bye bye.